Ăn của đàn na thí chủ mà không tu. Câu hỏi của Mỹ Linh. Hỏi kính thưa thầy, con nghe nói trong đời tu mà cứ thọ nhận ngày càng nhiều của thầy tổ của đàn na thí chủ mà không tu được, kiếp sau làm thân trâu ngựa trả nợ. Vì vậy trong quá trình tu tập, hễ tâm bất an là nó hay luận theo như vậy rồi bỏ cuộc. Về tự làm tự tu, rồi kết quả sự tu sẽ đi đến đâu? Làm sao thắng được tư tưởng này? Con kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Đáp: câu nói ăn của đàn na thí chủ mà tu không giải thoát thì phải mắc nợ người, sau này phải làm thân trâu ngựa hoặc tôi tớ, lính gác vân vân để trả nợ, nhằm mục đích khiến cho chúng ta sợ mà ráng tu hành, chứ không phải có thật như vậy. Nếu chúng ta không gieo nhân cúng dường cho những bậc tu hành, thì ngày nay làm gì chúng ta có người cúng dường ăn để sống tu hành? Nhân thì phải có quả, thấy quả biết được nhân. Quả của chúng ta đang được ăn ngồi không tu hành, thì biết nhân đời trước chúng ta đã có cúng dường cho người tu. Chúng ta tu có kết quả hay không kết quả là do chúng ta có duyên với chánh pháp hay không, chứ không phải ở chỗ thọ của đàn na thí chủ hay thầy tổ. Hai nhân quả này khác nhau. Đứng trên góc độ nhân quả mà nói, ngày nay ta ngồi không thọ dụng của đàn na thí chủ và thầy tổ để tu hành, thì trước kia ta đã từng cúng dường thầy tổ và các bậc tu hành. Cũng trên góc độ nhân quả, ta tu chứng hay không tu chứng là do duyên tiền kiếp có gieo với chánh pháp hay tà pháp mà thôi. Trong lịch sử tu hành của Phật và các vị tỳ kheo thánh tăng, không có ai tự làm, tự tu mà có kết quả giải thoát được. Chỉ là một thứ đạo yểm ly cuộc sống, tự làm tự tu kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Muốn thắng tư tưởng này cần phải hiểu rõ nhân quả. Đạo Phật là đạo xả tâm, vì xả tâm nên đời sống chỉ có ba y một bát, sống đời thiểu dục tri túc, đi xin cơm ăn từng ngày để tạo duyên dạy người tu học sau này. Cho nên Đức Phật dạy quá độ hữu duyên, có nghĩa là tạo duyên mới để dạy người tu tập như các con đang tu tập vậy. Như bây giờ các con đang xin cơm đàn na thí chủ ăn để tu tập, đó là đang gieo duyên với đàn na thí chủ, chứ không phải nợ đàn na thí chủ. Bây giờ con đã hiểu như thế nào là thọ nhận ngày càng nhiều của thầy tổ, của đàn na thí chủ mà không tu được, kiếp sau làm thân trâu ngựa trả nợ. Không phải vậy con ạ. Nỗ lực tu tập hàng ngày để ly dục ly ác pháp là một việc làm đầy đủ những công đức vô lượng vô biên, thì làm sao nợ đàn na thí chủ được. Công đức hàng ngày các con tu tập để xả tâm tham sân si là công đức không thể lấy vật gì so sánh được. Và như vậy làm sao mang nợ đàn na thí chủ, phải không các con?